từ góc chạy ra, quấn lại, quấn tròn lại, dùng tay cổ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái buổi chia sẻ là luyện thao tác tay. Thì luyện thao tác tay nó có 6 cái đặc điểm. Thứ nhất là quan sát tóc, thứ hai là chải tóc, thứ ba là chia tóc, thứ tư là búng tóc, thứ năm là kẹp và giữ tóc, thứ sáu là vuốt tóc. Thì có những cái vật dụng mà đã chuẩn bị ở đây là bao gồm thứ nhất là lược nhỏ, sau gọi là lược nhỏ, nó còn một lược bằng và cái đầu nhỏ là lược nhỏ. Cái thứ hai là ở đây là cái lược bằng, lược bằng cái đầu lược đều bằng nhau đấy, là lược bằng. Và cái thứ ba là những cái chải ở đây. Các bạn đi soi vào cái thứ nhất là quan sát. Thì quan sát ở đây là quan sát tóc. Thì trên mặt mình đây là tóc dài, đen, được cắt tỉa theo dáng hình tròn. Mọi người quan sát nha. Để quan sát cái tóc này là tóc ngang lưng, được gọi là tóc ngang lưng. Và mình đã cắt theo dạng hình tròn, dáng sẵn mình. Đó là mình quan sát ba điểm. Thứ hai là chải tóc. Thì chải tóc mọi người lưu ý, chải tóc là chải từ gốc ra ngọn và tay thuận cầm lược, tay không thuận cầm tóc. Thì tay phải mình đang thuận là mình sẽ cầm lược, mình sẽ cầm tóc, mình sẽ chải. Đó, chải từ trong chân tóc mình chải ra ngọn tóc, chải cho nó suông, không bị rối, không có bị nhéo tóc ha. Và sau khi chải tóc xong, đặc điểm thứ ba là đặc điểm chia tóc. Thì chia tóc có ba ý. Cái thứ nhất là chia theo chiều dọc. Chia theo chiều dọc là chia từ đỉnh, chia xuống. Và thứ hai là ý thứ hai là chia ngang. Chia ngang là chia ngang từ trái qua phải và từ phải qua trái. Và cái thứ ba là chia xéo. Chia xéo hoặc gọi là chia theo hình dạng chữ V như thế này, gọi là chia xéo. Thì chia theo chiều dọc thì mình bắt điểm xuất phát là từ đỉnh để mình chia xuống. Thì mình sẽ là thao tác mọi người quan sát nha. Đó, bắt đầu từ đỉnh này, mình sẽ chia dọc xuống. Khi chia xong, tách ra, tách cái phần tóc ra. Mình sẽ làm lại cái thứ hai nha. Chia từ đỉnh, chia xuống, xuất phát từ đỉnh, chia xuống nha. Đó là chia theo chiều dọc. Tiếp chia theo chiều dọc rồi này, chia theo chiều ngang. Từ cái điểm xuất phát dọc mình sẽ bắt từ trái qua phải và từ phải qua trái mọi người. Đó, chiều ngang thế này, gọi là chiều ngang. Mình làm cái thứ hai nha. Đó, gọi là chiều ngang. Đó, sau khi hai đường chia dọc và ngang mình đã hướng dẫn rồi thì tiếp cái thứ ba là chia xé. Chia xé thì mình sẽ lấy cái điểm chuẩn ở bên đây, điểm chuẩn ở phần dọc này. Từ cái điểm chuẩn ở phần dọc mình sẽ chia xéo lên. Đó, chia xéo lên, chia xéo hình dạng chữ V sẽ chia lên như thế này, gọi là chia theo chiều dọc. Mình làm lại cái thứ hai, mọi người quan sát nha. Cái phần này nó liên quan tới kỹ thuật nên mọi người cố gắng quan sát thật kỹ. Chia theo chiều dọc, chia theo xéo, nó có cái phần là như vậy. Tiếp tục đặc điểm thứ tư là uốn tóc. Sau khi chia rồi mình chải tóc, chải từ góc chải ra, mình quấn lại, quấn tròn lại, dùng tay cộng để quấn tóc. Sau khi mình quấn tóc xong, dùng kẹp vịt để giữ cái chặt phần tóc lại. Dùng kẹp vịt để mình giữ chặt cái phần tóc này lại. Rồi. Thì cuối cùng là đặc điểm vuốt tóc. Thì đặc điểm vuốt tóc ở đây nó có rất là đa dạng. Tóc là vuốt. Ví dụ như là sau khi mình vuốt xong này, mình vuốt tóc này. Hoặc là sau khi mình chải tóc xong này, mình vuốt tóc. Rất là nhiều đặc điểm để mình vuốt tóc. Thì cái tóc này là tóc mình đã cắt xong rồi.
có một cái dáng rất là tròn như thế này, thì hạt sẽ vuốt từ trong vuốt ra, chứ mình không vuốt từ phần ngọn ha, vuốt từ trong vuốt xuống dưới ngọn, vuốt từ trên xuống dưới, vuốt từ trước vuốt ra sau, thì đây gọi là vuốt tóc. Sau khi mình hiểu được 6 cái đặc điểm trên là mình sẽ áp dụng cho tất cả các dịch vụ hoặc là tất cả các kỹ thuật mà mình sắp tới đây mình sẽ học rất là nhiều, nên mọi người cũng cố gắng quan sát cho kỹ. Rồi, chào tất cả mọi người nha, hẹn tất cả mọi người clip lần sau.